Xin chào các bạn, và bây giờ mình sẽ review tủ rượu của chú nhà mình. Đây là có rất nhiều loại rượu đặc biệt. Những nhãn hiệu bình thường mình hay gặp thì như Hennessy XO thì đây cũng có chai tượng trưng và những hãng khác. Mà đây có những chai rất đặc biệt là Hennessy Napoleon. À, cái loại cognac này hầu như rất là hiếm và trên thế giới này cũng không còn nhiều, bởi vì khi sản xuất ra khoảng 2.000 chai thôi. Và đây có mã số và có giấy tờ chứng từ của nó. Chú cất rồi. À, đây có một loại chai còn đặc biệt hơn nữa. Đây. Hennessy Private Reserve. Nhìn thì nó cũng không bao giờ biến, mà đây là loại rượu đặc biệt sản xuất limited thôi. Private Reserve. Chai này phải mấy ngàn đô một chai. Mặc dù nhìn nó bề ngoài mà thực tế là rất là mắc tiền, rất là lâu năm rồi. Đây có một số rượu được trong những cái bình bằng kim loại, những bình gốm. Điện thoại ngày xưa này À, mắng đó. đây có một cái chai rượu đặc biệt khác. Đó mở nó con ra đó. Đây. Ai mở nó ra. Telephone. Telephone ngày xưa đó. Thực ra nó là một chai rượu Ngày đó. xưa này, alo. Nó là một chai rượu đó. Có những chai rượu bàn ủi này, rượu con chó này, rượu cánh buồm rất nhiều. Đây. Mình nhìn ban đầu mình tưởng là đồ chơi của mấy đứa em, mà thực tế đây là một chai rượu. Từ 1957 tới bây giờ, nó thực tế là một chai rượu. Đây, anh em để mở nó, mọi người sau đáy đây. Đây nhà anh nước này, cho anh nước coi chai này của đầu luôn. Đây. Anh nước lái xe ha, mình sẽ vẹt nhá. Bim 111, ủ được 111 tháng và đã sản xuất từ 1957. Này, này 968 này. Sâu sâu bán. Cậu bé. Chevrolet Convert. Cậu bé. Này còn nguyên đó nha. Không còn à. Cứ để chút. Đây không? 68 này. Chevrolet Corvette đây. Đó là một chai rượu đây các Nó bạn. đây nó. Một chai rượu đó. You see. Wow. Chevrolet của mày đó. Chân sâu đó. Nó chai vậy. Thôi, con chai nào đặc biệt. Nhiều, mỗi con chai bất kiểu. Mình sẽ thử một Đó, cái shot đó bao nhiêu cho thử cho này. Wow. Rất là nhiều loại rượu. Martelli France Cognac XO rất nhiều. Có chưa, có chưa. Oh, wow. Trong này có những chai mà nó đựng trong gốm Trung Hoa đẹp lắm. Có những chai bây giờ mua có tiền cũng không mua được nữa, bởi vì đã không còn sản xuất. Unlimited. Tưởng đồ chơi. Tưởng đồ chơi thật. Đây là còn chai nữa là anh Ngọc này. À, còn một chai một đó. Đây có chai Blue Label nữa này. Mấy chai Blue Label lên tôi thì đây là đầy rồi. Mình sẽ thử một shot rượu XO Cognac hương cam. Rồi, cũng vậy. Cái brand của nó. Hương cam rất là thơm. Thơm thật chú. Thơm đã. Thơm đã. Từng cái hương, cái hớp rượu á, nó có một cái hương khác nhau. Mùi cam cực kỳ thơm. Mời mọi người nha. Brandy cô gái mặc đậm nha. Cô nhắc luôn đấy, Cô nhắc. cô nhắc hơn đúng Brandy. Nếu con này, con báo. Mình chả biết hiệu gì, thấy con nai báo gọi vậy. Báo rượu đấy. Hôm nay là cha một chai tequila. Mình cùng mở ra xem nhé.
Wow. Chú ơi, cái này uống làm sao chú? Thì mở vòi ra mỗi cái một một vị khác nhau, ba vị ba tầng đó, Ba vị ba tầng, ba tầng vị rượu mà tôi có nói là van khác cái chai này này, nhau. chai này này mà ông điện Wow. ông điện Đẹp quá. này, cá lông này không. Cái chai tequila là limited edition, Không có sản nhiều xuất đâu. phiên bản giới hạn và có giấy chứng nhận số lượng giới hạn, có mã số đánh riêng. Những chai rượu không thể nào, khó để tìm được ở những nơi khác. Bia Hakusho sản xuất trong tháng 10 vừa rồi là trong lễ hội bia, lễ hội bia gì chú nhỉ? Oktoberfest. Oktoberfest của Đức. À, mình vừa mới mua ở tiệm tiệm rượu vừa nãy. Cái lớp bọt nó thơm, rất thơm mà nó không có bị đắng nha, rất thơm, Nó nhạt nhạt mới là ngon, đúng là uống bia. không có đắng mà đắng gì nữa, rất thơm.